chơi nữa nè mọi người. Rơi đêm qua nữa, chiều hôm qua thì tuyết nó tan bớt rồi nhưng mà đêm qua lại rơi nữa. Nhưng mà hôm nay không có sương mù mọi người, hôm nay thì trời nắng trong cũng đỡ. Hy vọng là nắng hôm nay sẽ làm cho tuyết tan. Chi đợi mẹ không có ra xe để mà đóng cửa nha. Đi ra phải lóc cái cửa này nè mọi người. Đợi xíu. Cái cô hàng xóm này mới hỏi có đi nhà không, có cho đi nhà nhưng mà mình đã đặt taxi rồi mọi người. Chi đợi mẹ. Ơi. Để tay vô. Đó, tại quay qua bên kia. Nè, sợ vô. Rồi. Ấm chưa? Bác này có hai con chó mặc xệ. Trong cái khu phố này cũng yên tĩnh quá ha mọi người, tại vì cách tách biệt với cái đường chính ở ngoài á. Cho nên là không có xe tải, xe bus gì chạy. Cho nên nó yên tĩnh, chỉ có xe của những người ở trong đây sống thôi. Rất là thích mọi người, không có nhiều khói bụi ồn ào. Hello Chi Chi. Chi bữa nay đi học ngoan nha. Hôm qua cô giáo nói là Chi không có được vui, Chi buồn á. Sao Chi buồn? Chi cái đầu hơi ấm ấm. Nhưng mà sáng nay ngủ dậy thì thấy Chi mát rồi, không có sao. Cười lên coi con. Cái mặt thì làm sáng cái sụ sụ vậy. Lạnh quá ha. Về tới nhà rồi bây giờ sẽ dọn dẹp nhà cửa mọi người. Tại vì hôm nay không có đi học, không có đi đâu thì dọn dẹp nhà. Ngày mai ba chồng mình sẽ đến để làm cái gì ta? À để gắn cái kệ lên tường cho mình. Bây giờ trổ tài cắm hoa nha các bạn. Mình mới mua được cái bó hoa tulip này rất là đẹp luôn nè, cái màu hồng nhạt rất là dễ thương. Mình cắm đại luôn nó chứ không có biết cắm hoa đâu mọi người, cứ cắm cho nó xòe xòe đều ra hết là thấy đẹp mà. Chi nè, cái phòng tối qua Chi nó đi học về nó chơi quá trời bài luôn nè cô chú, quá trời một phòng luôn đó. Cái phòng đồ chơi ở trên lầu nữa còn giữ dằn ở trên trển. Gọn ghẽ xong rồi mình sẽ làm những cái việc khác. Trời ơi trời, gió nó bay cái miếng trải bàn luôn rồi, cái bàn nó đóng băng luôn rồi. Cái này chắc nó thấm nước vô nó hư luôn cái bàn tiêu luôn. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái phòng khách mọi người. Dọn dẹp phòng khách sau đó thì sẽ xuống dọn nhà bếp một chút xíu và mình sẽ nấu vài cái món ăn Việt Nam. Tại vì sắp Tết rồi đó. Ở bên này mình không có ăn Tết nhưng mà mình sẽ nấu vài món Việt Nam ăn để cho nó nhớ cái hương vị quê nhà mọi người. Xong rồi mọi người, bây giờ mình sẽ giặt đồ và dọn dẹp cái nhà bếp một chút xíu. Một cái thùng đồ quá trời luôn rồi nè. Hôm nay mình sẽ giặt đồ tối màu trước, đồ màu sáng thì ngày mai mình sẽ giặt sau. Chia ra giặt riêng như vậy đó mọi người, cho nó giữ cái đồ của mình cái màu nó được lâu. Đây nè, ba chi nè, mang một lần hai ba giớ luôn nè. Dớ dày lắm nha mọi người. Mình giặt đồ trái mọi người.
Mình giặt đầu về trái, mình không có giặt về phải. Giờ mình sẽ hấp bắp với lại khoai lang này ăn trưa nè mọi người, chế nước xuống đây rồi nè. Bây giờ như vậy là hấp đó. Hấp này nè mọi người rất là tiện, mình không biết là cái này hấp khoảng bao nhiêu phút nữa, mình hấp trước 20 phút đi. Một chút nữa nếu như mà nó chưa chín thì mình sẽ hấp thêm. Mọi người hôm nay mình sẽ hút bụi. Nhưng mà không phải là hút bụi ở dưới nền nhà nha mọi người, hút bụi bụi ở trên tường, trên bàn, trên ghế nè. Chín rồi, 20 phút là nó chín đó. Còn cái bắp thì mình phải hấp thêm 10 phút nữa là tổng là 30 phút rồi nó mới chín nha mọi người. Bắp là phải hấp 30 phút, còn khoai 20 phút là đã chín rồi. Bây giờ mình ăn trưa. Đây nè, ăn trưa như vậy thôi. Hôm nay mình sẽ làm món khổ qua hầm, chả giò chiên và cái món tôm lăn bột chiên đó mọi người. Mình làm theo những cái cách mới mà mình mới học được. Mình làm khổ qua hầm và chả giò thì mình cần có nấm mèo nè. Mình sẽ ngâm nấm mèo khoảng 15 đến 20 phút cho nó mềm ra. Khi nấm mèo đã mềm thì mình rửa sạch, cắt bỏ cái gốc đi và mình sắc nhuyễn mọi người. Mình nấu ăn thì mình không có đong đo theo liều lượng nha mọi người. Mình chỉ làm theo cái cảm tính của mình thôi. Đây thì Kim sử dụng nửa ký thịt và mình dồn 4 trái hủ qua, còn lại thì mình sẽ làm chả giò. Và cái thịt này mình trộn như thế này thì mình làm cho hai món luôn. Kim cho vô thêm hành lá và ngò rí, hành tây vào trộn chung cho cái thịt của mình nó thơm á mọi người. Mình sẽ cho vô một ít hạt nêm, muối và tiêu, và mình cho thêm hành và tỏi phi nữa mọi người. Hành và tỏi phi thì mình không có cần phải phi vàng quá đâu, mình sẽ trộn vô chung luôn. Kim trộn đều và bóp thịt như thế này cho nó dai đó các bạn. Khổ qua mình mua về ngâm muối và rửa sạch. Sau đó thì mình bổ trái khổ qua dọc theo cái thân mọi người. Có người thì cắt đôi, nhưng mà mình thích làm như vậy hơn nè. Và lấy sạch hột ra và nhớ cạo luôn cái lớp màu trắng, cái lớp da màu trắng ở sát ở trong cái trái khổ qua đó mọi người. Bắt một cái nồi nước sôi lên, trái khổ qua mình dồn thì mình sẽ quét một cái lớp nước mắm bên ngoài cái phần thịt đó mọi người. Đây là mình làm theo cách của mẹ mình ngày xưa đó. Và cho vào luộc thôi, luộc cho đến khi nào mà trái khổ qua nó mềm á, là ăn được rồi đó các bạn. Trong lúc luộc nồi khổ qua thì mình sẽ chiên 3 cái trứng nha mọi người. Chiên không có cần chín quá đâu, cho nó vừa chín tới và giống như nó còn hơi ướt ướt đó. Để mình trộn lại với cái phần thịt còn lại và mình làm chả giò. Mình trộn trứng vào thịt như vậy thì khi mình chiên chả giò xong á, cái chả giò của mình nó sẽ khô ráo rất là ngon các bạn. Cứ trộn đều lên là được ha mọi người, tại vì cái phần thịt lúc nãy mình đã trộn gia vị rồi đó. Mình sẽ dùng bia để nhúng bánh tráng. Mọi người có thể dùng những cái loại bia nào cũng được.
Trước đây mình cứ nghĩ là làm chả giò rất là kỳ công và cực các bạn. Nhưng sau cái lần làm này thì mình cảm thấy nó cũng rất là đơn giản. Mình nhúng bánh tráng bằng bia như vậy thì khi mình chiên lên, chả giò của mình rất là giòn luôn mọi người. Đây là lần đầu tiên mình làm luôn đó. Chúc các bạn làm thành công nha. Thật ra nó cũng không có khó như là mình đã từng nghĩ. Cuốn chả giò thì mọi người không có cần phải đẹp quá đâu, chỉ cần nó không có bị xì ra là được rồi. Mình cho một cái chảo dầu canh làm sao cho cái chả giò nó ngập dầu đó các bạn. Mình cho dầu thật là nóng và mình cho chả giò vào chiên. Khi mà mình chiên thì mình chỉ để lửa vừa thôi chứ không có để lửa lớn nha mọi người. Và khi mình để cái cuốn chả giò vô thì mình lăn như vậy đó. Mình lăn đều cho cái bánh tráng nó nở phồng đều đó mọi người. Các bạn thấy cái bánh tráng mà nó nở phồng có cái bong bóng to như vậy là biết cái bánh tráng của mình nó rất là giòn đó mọi người. Đó là mình nhúng bia đó. Các bạn nhúng bia thì bánh tráng chả giò của mình nó giòn rụm luôn. Mình chiên ở lửa vừa thôi, khoảng 5 phút là chả giò của mình đã chín rồi. Nếu mình làm nhiều á thì mình chiên chín như vậy đó, mình để trong tủ lạnh ăn dần mọi người. Khi mà mọi người lấy ra ăn á thì cứ để lên chiên lại thôi. Khi mình chiên lại thì không có cần phải chiên ngập dầu như vậy đâu các bạn. Mình chỉ để một ít dầu thôi và chiên ở bề ngoặt ở ngoài á là nó sẽ giòn lại cái phần bánh tráng và ăn cũng rất là ngon. Còn nếu ai mà muốn để cất giữ được lâu hơn á, thì mình cứ để chả giò sống, không cần phải chiên. Và mình để vô tủ đông luôn, cấp đông đá luôn. Thì như vậy sẽ để được mấy tháng đó mọi người. Hôm nay ba Chi Chi vừa đi công tác về luôn, cho nên là mình sẽ làm thêm cái món tôm chiên bột. Hôm nay mình sẽ đãi ảnh món chả giò và tôm chiên bột mọi người. Mình sẽ giữ lại cái phần đầu một chút nữa sẽ nấu canh. Mình lọt vỏ tôm, mình chừa lại cái phần đuôi mọi người. Và mình lấy cái chỉ lưng nè. Sau đó thì mình cắt ở dưới cái bụng của con tôm, mình khứa mấy khứa vậy đó, để khi mà mình chiên con tôm nó sẽ không có bị cong lại. Mình chỉ cho hạt niêm và tiêu vào tôm để ốp thôi. Mình dùng hai cái lòng trắng trứng gà, mình tách tròng trắng để riêng nha mọi người. Và không có lọt một miếng tròng đỏ nào vô nha. Sau đó thì mình sẽ đánh bông lên. Tại vì có tròng đỏ vô là mình sẽ đánh bông không có được mọi người. Sau khi mà tròng trắng mình đã đánh bông xong thì mình sẽ cho vào một muỗng bột bắp và hai muỗng bột mì. Mình trộn đều nha các bạn. Mình đánh lòng trắng lên và mình trộn bột như vậy á, thì khi mình chiên con tôm lên á, con tôm của mình cái vỏ tôm á sẽ rất là giòn mọi người. Nó giòn mà nó mềm, nó xốp nữa, rất là ngon. Bây giờ thì bắt đầu chiên tôm đây các bạn. Trước tiên thì mình sẽ cho con tôm vào cái hỗn hợp bột mình vừa trộn đó, cho nó ngập con tôm. Xong rồi sau đó mình sẽ nhúng vào cái lớp bột chiên giòn này nè. Như vậy là sẵn sàng để chiên rồi đó. Mình dùng một cái nồi để chiên mọi người, mình cho dầu thật là nóng. Chiên ở lửa trung bình chứ không có chiên lửa quá nóng nha mọi người. Mình cứ lăn con tôm đều như vậy đó, cho cái lớp bột ở bên ngoài nó nổi lên hết mọi người. Tôm của mình giòn rụm luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu thêm một cái nồi canh nữa các bạn. Hôm nay mình nấu canh mướp và nấm nấu chung với cái đầu tôm lúc nãy mình làm đó. Mình cho hành tỏi phi cho thơm và sau đó thì mình cho đầu tôm vào xào nha các bạn.
mình cho một ít hạt nêm và nước mắm, thêm hành lá và ngò rí vào nữa là đã có một nồi canh thơm ngon rồi đó các bạn. Bữa tối đã sẵn sàng rồi, xin mời mọi người nha. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin chúc tất cả mọi người đón Tết vui vẻ, một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và may mắn nha mọi người. Nếu cô chú anh chị và các bạn xem video thấy hay và yêu thương gia đình mình thì xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Oh, Baba, it's very nice. Baba, put the blanket over you and keep you... Giòn quá chứ ha. Giòn quá chừng luôn á. Canh tôm ngọt lắm chứ, đầu tôm á. Ngon lắm, ăn đi.